Ngày 3 tháng 4 năm 2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh HOSE đã có một thông báo về xử lý vi phạm liên quan đến công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ với mã chứng khoán là CRE. Thì nội dung đó chính là đưa cái mã chứng khoán này vào diện cảnh báo, do nguyên nhân đó chính là tổ chức kiểm toán có ý kiến loại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của CRE thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 37 quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo quyết định số 17 ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Thì với cái nội dung này thì khiến cho cổ phiếu CRE đã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, tức là nhà đầu tư sẽ không được vay margin để đầu tư cổ phiếu CRE. Vậy thì rất nhiều nhà đầu tư có trao đổi rằng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công ty này. Thì trước tiên, nó sẽ ảnh hưởng, đầu tiên phải nói là ảnh hưởng xấu đến cổ phiếu công ty này do không còn được giao dịch ký quỹ. Bởi một số nhà đầu tư họ sẽ sử dụng margin để mua cổ phiếu này. Thế do đó họ sẽ bị áp lực phải trả tiền vào cái phần margin đó, hoặc là có thể bán đỡ đi cổ phiếu. Thứ hai là với cái tâm lý rất là thận trọng của các nhà đầu tư, thì khi nghe đến kiểm toán loại trừ, tức là họ nghĩ rằng công ty này có vấn đề liên quan đến tài chính vân vân, thì từ đó thì những nhà đầu tư thận trọng hoặc là ngại rủi ro thì họ sẽ bán đi cổ phiếu này, gây lên áp lực và cũng khiến cho giá cổ phiếu giảm vào ngày mùng 3 cũng như mùng 4 tháng 4 năm 2024 này. Vậy thì cái cơ sở loại trừ là gì của kiểm toán? Thì thứ nhất, tại thuyết minh số 9 của bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất thì công ty này đã trình bày việc chủ đầu tư tại dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ chưa nộp đầy đủ tiền sử dụng đất tính cho giai đoạn 3 của dự án. Vì vậy, tiến độ thực hiện hợp đồng, hợp tác kinh doanh đối với dự án này có thể chậm hơn dự kiến và kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá rằng cái việc ảnh hưởng này như thế nào đến với báo cáo tài chính hợp nhất của CRE. Đại loại cái trường hợp này hiểu đơn giản như thế này. CRE thì có góp vốn hợp tác đối với cái công ty thực hiện cái khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. Thì cái công ty, cái đơn vị này, cái việc khu đô thị này họ chưa thực hiện nộp đầy đủ toàn bộ thuế cho nhà đất, nhà nước. Thế do đó rằng là nó có thể ảnh hưởng đến cái việc hợp tác. Tuy vậy thì chúng tôi cho rằng cái điều này cũng cần phải nghiên cứu, xem xét, đánh giá kỹ hơn nữa thì mới có thể biết được rằng là tác động thực tế đến hoạt động kinh doanh của CRE như thế nào. Nếu mà theo ý kiến chủ quan hiện tại của AZFIN Việt Nam, nhìn vào việc hợp tác cũng như góp vốn này thì nó sẽ có rủi ro mang tính chất là chậm cái việc thu hồi vốn cũng như là có cái kết quả từ dự án này trong thời gian tới. Còn việc mất ở đây thì xác suất xảy ra là rất thấp và gần như là không thể. Còn ý kiến của kiểm toán họ cũng nêu rất rõ, đó là họ cũng không thấy được cái bằng chứng mà có thể gọi là ảnh hưởng như thế nào đến cái báo cáo tài chính. Thế do đó họ đưa ra loại trừ. Loại trừ thứ hai là tại cũng tại thuyết minh số 9, cái khoản mục số 7 của bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, thì công ty đang trình bày về vấn đề công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành chưa nộp đủ tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Do đó là kiểm toán không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đến khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu của công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành như thế nào. Thì về cơ bản thì CRE thì cũng có hoạt động kinh doanh liên quan đến công ty này, và công ty này thì đang bị khó khăn, đang bị gọi là chậm hoặc là chưa nộp các cái thuế đầy đủ, cái thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì do đó là những cái khoản phải thu liên quan đến công ty này cũng có thể bị ảnh hưởng, khiến cho CRE có thể bị thiệt hại phần nào từ những cái yếu tố này. Còn đánh giá của AZFIN về cái vấn đề này cụ thể như thế nào? Thì về cơ bản các cái khoản phải thu này thì nó cũng chiếm một cái tỷ lệ nhất định trong cái tài sản của CRE, nhưng mà nó cũng không quá lớn các anh chị nhé. Thì để Phục sẽ đi cùng các anh chị về trao đổi về các cái khoản này như sau. Đi sâu hơn và tìm hiểu trong báo cáo tài chính của Sailen, có thể thấy là các cái khoản liên quan đến ý kiến kiểm toán loại trừ, đầu tiên đó là liên quan đến chủ của khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ ở Hoàng Mai, thì đó chính là công ty cổ phần Galaxy Land. Thì cái việc khoản phải thu này thì ở thuyết minh số 5
thì là 1.168 tỷ đồng. Thì cái dự án này về cơ bản thì chúng tôi cũng đã từng gọi là đi qua và đã cùng gọi là xem xét, thì thấy rằng là về cơ bản các cái xây dựng vân vân đã thành hình. Tuy nhiên về mặt pháp lý thì vẫn chưa đầy đủ đúng như là kiểm toán loại trừ. Thì cái câu chuyện ở đây là có thể sẽ cần phải mất một cái thời gian tương đối dài để Celland có thể gọi là thu hồi được các cái lợi ích từ dự án này. Còn cái việc mất bảo mất trắng thì là một điều gần như là không thể. Tuy nhiên để giải quyết các cái vấn đề liên quan đến pháp lý thì cần một cái thời gian tương đối dài. Tiếp theo là về liên quan đến gọi là công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành. Thì về cơ bản thì ở ý kiến loại trừ của kiểm toán thì sẽ liên quan đến các cái khoản thuyết minh số 9 mở ngoặc và 10 mở ngoặc. Thì ở đây gồm có các cái khoản như sau: liên quan đến bà Đinh Thị Thùy Dương phải thu là 232 tỷ đồng. Rồi tiếp theo là liên quan đến ông Nguyễn Công Lam là 5 tỷ 881 triệu đồng. Đó, 5 tỷ 881 triệu đồng. Và tiếp theo đó là liên quan đến công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Thế Kỷ, tức là công ty con của cái đơn vị này, là 779 tỷ đồng. Như vậy tổng các cái khoản mà kiểm toán loại trừ đâu đó thì sấp xỉ khoảng độ 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên thì nếu phân tích đánh giá kỹ thì nhà đầu tư có thể thấy đây là những cái vấn đề liên quan đến pháp lý, liên quan đến vấn đề thuế, vân vân, chứ nó không hoàn toàn là liên quan đến những cái rủi ro có thể mất vốn hoàn toàn ở chỗ đó. Cái xác suất ảnh hưởng đến công ty là có, nhưng mà chúng tôi đánh giá cái mức độ tác động thực tế vào cái kết quả kinh doanh của công ty này cũng không phải là quá lớn, bởi vì các cái dự án này thì cũng đã được chấp thuận các cái chủ trương đầu tư vân vân. Về cơ bản pháp lý nó chỉ còn thiếu yếu khi mà thanh tra xây dựng cũng như là các cái cơ quan chức năng họ vào làm việc như thuế vân vân chẳng hạn. Thì về cái vấn đề này thì để mà đánh giá chính xác là ảnh hưởng như thế nào thì sẽ rất là khó đánh giá. Quý vị thì có thể vào xem lại và tự mình đưa ra các đánh giá trong cái báo cáo thuyết minh của Celland vào báo cáo kiểm toán năm 2023 hợp nhất. Còn về cơ bản trên góc độ đầu tư thì AZFIN đánh giá như sau. Đầu tiên thì Celland thì có cái giá thị trường hiện nay là 8.600 đồng, trong khi giá trị sổ sách là hơn 12.000 đồng. Và cái việc này nếu chúng ta chiết khấu ảnh hưởng một phần thì nó cũng sẽ tác động đến kết quả kinh doanh nhất định của Celland trong tương lai. Thì cổ phiếu Celland như vậy nó có hai mặt. Mặt thứ nhất, xét về mặt định giá thuần tương đối thì nó cũng là tương đối rẻ một chút. Mặt thứ hai là nó có tính đầu cơ khá cao trong cái lĩnh vực bất động sản, thì có cái tính gọi là rủi ro về pháp lý cũng tương đối lớn. Thì cái câu chuyện ở đây, nếu mà xét độc lập Celland thì AZFIN đánh giá là về cơ hội và rủi ro thì nó có thể là gọi là tương đồng với nhau, nhưng mà cũng không thể chắc chắn là bên nào mạnh hơn về cái câu chuyện như thế. Tiếp theo, cái vấn đề thứ hai là đầu tư Celland thì AZFIN đưa ra đánh giá như sau. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải xét trên cái tổng thể. Đầu tiên là tài sản của mình phân bổ vào cổ phiếu chứng khoán bao nhiêu. Thứ hai là phân bổ vào cổ phiếu và chứng khoán gồm những mã nào, danh mục của chúng ta phòng thủ tấn công ra sao, tỷ lệ cổ tức như thế nào, phần trăm vào từng mã từng ngành là bao nhiêu đó, và cái tính rủi ro của danh mục và tính tấn công của danh mục cụ thể như thế nào. Ví dụ như là quý vị nhà đầu tư có một danh mục mà có cái tổng cổ tức lên đến 5-6% trên cái giá trị đầu tư chẳng hạn, và trong cái danh mục đó thì đa phần là các cái cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, độ chắc chắn cao, dòng tiền tốt, thì nếu có thêm Celland khoảng vài phần trăm đến 10% chẳng hạn thì nó không vấn đề gì cả, bởi vì quan trọng nhất là một cái bức tranh chung. Và còn nếu mà quý vị mà lại dồn tới 50-100% tài khoản vào Celland chẳng hạn thì có thể đây là một cái rủi ro, có thể là một cái rủi ro, chúng ta cũng không thể xác định là lớn hay nhỏ, có mất vốn nhiều hay không, nhưng mà đấy là một cái rủi ro nhất định. Thế do đó là có thể là nên cân đối hạ đỡ đó. Thì đấy là về cái câu chuyện như vậy. Thì trên đây chính là những cái đánh giá của AZFIN về Celland gửi đến quý vị nhà đầu tư. Quý vị có thêm những cái thắc mắc, trao đổi gì thì vui lòng comment ở bên phía dưới. Thì AZFIN sẽ hỗ trợ quý vị thực hiện đánh giá